xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Đến, tình yêu đôi lứa luôn chứa đựng những điều bí mật giúp con người ta vượt lên tất cả khó khăn thử thách. Biết sống cho người mình yêu, hiểu biết và thương yêu nhau thực sự là nền tảng cho một cuộc sống gia đình bền vững. Chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe một câu chuyện tình yêu mang màu sắc cổ tích. Đôi trai gái đã biết rút gần khoảng cách của yêu tin qua thông điệp của truyện ngắn Mối mặn gừng cay của tác giả trẻ Vi Thị Thu Đạm Điện đang sống và sáng tác ở Lạng Sơn. Đoàn người và ngựa thồ dừng lại bên chân dốc phía nam đèo Sài Hồ khi trời đã sầm sầm chiều. Tiết trời tháng chạp, rét như cắt thịt. Nhìn lên con đèo dẫn về phương Bắc, hút hút trong mịt mù sương răng. Vợ chồng ông bà cả hương không khỏi ngạ ngần. Lần nào cũng vậy, trong lịch trình mỗi chuyến đi, con đèo này luôn là một trở ngại khó khăn mà cả đoàn phải vượt qua cho dù phía bên kia đèo chợ kỳ lừa đã không còn xa nữa vợ chồng ông bà cả hương làm nghề buôn muối đã mấy chục năm nay từ khi họ mới chỉ tậu được một chiếc xe ngựa thồ với một chút vốn liếng chuyến đi nào với họ cũng đầy những khó khăn nguy hiểm đến nay ông bà đã có đến cả chục chiếc xe thồ lập nên phường buôn muối cả hương nổi tiếng cung cấp hầu như toàn bộ lượng muối cho các nhà buôn ở phố muối chợ kỳ lừa trấn lạng sơn trong phường Buôn Muối từ Hải Phòng lên Lạng Sơn của gia đình ông bà Cả Hương có cô Nguyễn Thị Giang, con gái út của quan phó trấn Lạng Sơn theo phường Muối đã mấy năm nay. Cô Nguyễn Thị Giang là người con gái xinh đẹp, thông minh sắc sảo. Theo phường Muối, cô vừa góp vốn, vừa giúp bà Cả Hương một tay tính toán sổ sách cũng như đối ngoại với khách hàng, được bà Cả Hương vô cùng yêu mến. Thân phụ của cô Nguyễn Thị Giang là quan phó trấn Lạng Sơn vâng lệnh triều đình ông lên lạng sơn giúp việc cho quan tổng trấn đã mấy năm nay thương cha tuổi cao sức yếu mà vẫn một lòng lo tròn bổn phận với nước nhà phải xa vợ xa con xa gia đình đến tận miền biên viễn xa xôi cô giang đã không quản đường xa thân gái dặm trường đến trấn lạng sơn để được gần gặn phụng dưỡng bà cả hương gặp cô giang trong một buổi chợ phiên Thấy cô nhanh nhẹn tháo phát, lại có vẻ rất thông thạo việc giao tiếp với người trên kẻ dưới. Bà đã ngỏ lời nhờ cô Giang giúp một tay, nhất là lo việc giao thương với khách hàng thổ cư xứ lạng và cả những chủ hàng bên Vân Nam bằng tường. Cô Giang nhận lời giúp bà Cả Hương. Tuổi trẻ tài cao, chỉ một thời gian ngắn phụ việc cho bà Cả Hương, cô đã đứng ra tự lo được việc giao dịch với khách hàng, đỡ cho bà Cả một tay trông thấy thường khi cô giang không phải đi theo đoàn phu muối mà chỉ nhận hàng ở chợ kỳ lừa nhưng tháng trước cô về quê thăm mẹ nay cùng với đoàn phu muối trở lại lạng sơn bà cả hương từ khi có cô giang lo việc giao dịch trên lạng sơn cũng ít khi phải lên tận lạng sơn giao hàng như trước kia nhưng hôm nay là chuyến hàng cuối cùng trong năm bà cả hương theo lên lạng sơn ngoài việc tất toán tiền năm bà còn cất lấy một mẻ hàng tết về xuôi sẽ toàn là các sản vật miền rừng như măng khô, nấm hương, nấm mèo và đặc biệt là pháo của Trung Hoa. Một bánh pháo về xuôi đổi được một đôi gà trống thiến. Cô Giang xa quê theo cha lên miền biên viễn đã nhiều năm. Nhưng chuyến xa quê lần này với cô là một lần dứt áo ra đi. Bây giờ thì cô đã thấu thế nào là trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Nhưng lòng cô đã quyết, bên tình bên hiếu cô đã chọn chữ tình, quyết đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng chính vì chẳng vẹn được đôi đằng, nên chữ hiếu càng như gánh nặng biển trời mà cô sẽ mang bên mình suốt đời chọn kiếp, không biết bao giờ trả được. Ngột ngang trăm mối, lòng cô như tơ vò lụa xé. Trời tối mau, sương xuống càng nhiều. Ông bà cả hương quyết định dẫn đoàn người và ngựa thồ rẽ vào nghỉ chân trên bàn nhỏ, bên chân dốc. Ông Cả Hương vẫy Duần, một phu trẻ tuổi lanh lẹ, bảo. Cháu nhanh chân chạy vào xem ông bà Dùng có nhà không, nhà họ có kiêng kỵ gì không. Nếu không thì báo có ông bà Cả Hương đến nhà xin chú qua đêm. Cháu báo luôn, đoàn ta có 12 người cháu nhé. Đi đi cháu. Nói rồi ông Cả Hương trao con ngựa của mình cho Duần. Duần vâng lời nắm lấy yên cương, vút một cái, cả người cả ngựa đã mất hút vào màn đêm tối đang buông mau. Ông cả Hương vẫy cả đoàn đi thong thả lại, vì cũng chỉ còn độ vài trăm thước nữa tới nhà ông bà Dùng. Hơn nữa trời tối, đường nhỏ cũng chẳng nên đi nhanh làm gì. Chẳng mấy chốc đã trông thấy ngôi nhà sàn của ông bà Dùng với ánh đèn hắt ra le lói. Vào tới gần, buộc ngựa dưới gầm sàn là đã ngửi thấy mùi khói, mùi lửa thật là ấm áp. Đã nghe thấy người chủ nhà đi lại rình rịch trên sàn nghe thấy tiếng gà bị cắt tiết kêu quen quét chủ nhà bưng một chậu nước nắng ra mời khách rửa tay chân sau khi tranh thủ cho ngựa ăn khách rửa tay chân sạch sẽ rồi lần lượt vào nhà theo lối cửa sau trong bếp tiếng dao thớt côm cốt, tiếng mỡ sôi xèo xèo rồi chỉ một loáng sau là người nhà giải chiếu mời cơm mâm trên cho đàn ông mâm dưới cho đàn bà đang mệt lại đói được bát cơm nóng với bát canh gà nấu gừng, ai cũng khen ngon. Cơm nước xong, các anh phu trải chiếu nằm ngay bên bếp lửa. Ông Cả Hương ngồi chuyện trò một lát với ông chủ nhà, rồi được mời nằm nghỉ trên chiếc phàn kê ở san phía trước là chỗ trang trọng cho khách là đàn ông. Bà Cả Hương cùng cô Sang cũng được các cô con gái của bà Dùng nhường cho nằm ở gian buồng phía đông là chỗ trang trọng dành cho khách là đàn bà nằm bên cạnh bà cả hương trong chiếc chăn bông ấm rực thơm mùi tràm cô giang gắng nằm thật yên lặng và giả bộ thở đều đều để khỏi làm mất giấc ngủ của bà cả nhưng những bề bộn trong lòng cô giang làm sao mà bà cả hương không biết bà đằng hắng rồi hỏi nhẹ nhàng chẳng ngủ được hả con dạ cô giang bối rối bà biết trong lòng con có điều khó nghĩ dạ con thế chẳng hay chuyến dài về quê con không dám thưa với mẹ con trời sao bà cả như đọc được những ý nghĩ trong lòng mình vậy cô giang vừa mừng vừa lo mừng vì có người để sẻ chia nỗi niềm nhưng lại lo không biết là bà cả có thấu nỗi lòng mình không dạ con đã không dám thưa mẹ con vì con sợ mẹ con sẽ chẳng thông con định chuyến này lên xứ lạng con sẽ thưa chuyện với thầy con không biết con làm vậy có đúng không con làm vậy là phải đấy bà cả đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô giang giọng bà thủ thì mẹ con làm sao mà thông được có con gái lớn chả ai muốn đem gả chồng xa thêm nữa lại là xa lên tận miền biên viễn Đấy là chưa kể, cậu Đông Văn Vĩ lại là người dân tộc Tây. Cũng chỉ vì đường xa cách trở, tất thảy những người chưa từng một lần lên xứ lạng như mẹ con đều coi nơi đây là vùng rừng thiêng nước ác, coi người dân tộc là những kẻ thô lỗ tục tằn. Ngay như bá đây, ông cả phải nói tới gãy lưỡi, bá mới nghe lời ông lên biển biến ải, rồi cũng phải bao năm chiêm nghiệm, bá mới ngẫm ra, cái đất xứ lạng quả là có núi cao rừng rậm, có mưa rừng, có sương tuyết thật đấy nhưng con người miền núi thật thà chất phác có nghĩa có tình lắm ngừng một lát bà cả hương tiếp con thương ai quý ai phường muối biết cả chúng ta mừng cho con con cứ thư chuyện với thầy con ta chắc là thầy con sẽ đồng ý thôi thế là con coi như cũng vẹn một chữ tòng con ạ à. cô giang dụi đầu vào vai bà cả cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc cùng với niềm hy vọng được nhen lên trong lòng. Nguyễn Thị Giang nhớ lại một buổi sáng mùa đông cách nay đã hơn hai năm trời. Chiều muộn hôm trước, phường muối đã đổ hàng bên kia bờ sông Kỳ Cùng. Mở sáng hôm ấy, cô Giang mới gọi bè mảng chở hàng qua sông. Tuy cả hai đều bận rộn với công việc, nhưng có lẽ là trời đất đã xui khiến nên cô và người con trai kéo bè mạng đã tình cờ đưa mắt cho nhau. Nông Văn Vị sao xuyến trước cái vẻ mỏng mày hay hạt của cô thiếu nữ miền xuôi. Còn Nguyễn Thị Giang thì đã sao lòng trước ánh mắt sáng rực nóng bỏng của chàng trai miền rừng. Cả hai đều bối rối. Khi bè đã ra đến giữa sông, nhìn thấy một thạ rừng ở trên bè, chắc là gừng của vị tiện mang đi chợ bán, nhưng là loại gừng núi, củ nhỏ con, trông rất lạ mắt. Giang đánh bảo hỏi. Anh gì ơi, gừng của anh có cay không? Bị hỏi bất ngờ, mặt vì đỏ lựng, nhưng không chịu thua, vì đáp. Thế cũng xin hỏi, muối của cô có mặn không? Lần này thì mặt Giang đỏ lừ cô không ngờ chàng trai dân tộc Tày trông lành như đất thế kia mà lại dám đối đáp thế ấy. Cả phường muối được dịp cười gian. Từ buổi ấy, mỗi lần đi lại qua sông, Giang thường cố ý chờ bè của vị. Vị cũng đoán lúc Giang lại qua mà chống xào chờ. Hai người dần nên gắn bó thân thiết. Giang biết vị là chàng trai cả của một gia đình có bốn người con trai, nhưng bố mẹ đã mất cả. Là anh cả trong gia đình vì vừa như cha như mẹ, nuôi dạy bảo ban các em làm công chăm chỉ, ăn ở thuận hòa. Anh làm việc không biết mệt mỏi. Ban ngày anh đi rừng làm nương, đêm về đánh cá trên sông Kỳ cùng. Ngày chợ phiên, anh kéo bè mảng chở khách sang sông. Người già trẻ nhỏ anh chở giúp không lấy tiền. Mùa phát nương, bốn anh em nhà vì phát được nhiều nương còn hiến cho làng để chia cho những gia đình neo người không có nương mà trồng tỉa lòng tốt của anh được tiếng cả vùng. Từ ngày hai người bén duyên nhau, anh không ngại tiếng, thấy người sang, bắt quàng làm họ, thường lui tới phủ cha con sang ở, biếu cha, khi thì chai rượu thuốc, lúc con cá sông. Cha rằng tuy là quan phó chấn, nhưng ưa sống cảnh điển viên, không có nhiều người ăn kẻ ở trong phủ, nên thường khi có việc như dọi lại mái nhà, rào lại khoảnh sân, cũng đều có một tay vì giúp. Giang biết nết ăn ở của anh cha quý như con đẻ Nhưng không biết rồi ông có ưng thuận để cho anh làm con rể mình hay không Xưa nay việc kết thông gia giữa người kinh và người tày Được xem như một điều đại kỵ chưa từng có ai dám vượt qua điều đại kỵ ấy Giang đã khóc thầm ướt gối bao đêm Đã bao lần khuyên vì hãy đào sâu chôn chặt mối tình này ở trong lòng Hẹn đến kiếp sau nhưng vì nói rằng chàng đã thề quyết ý lấy Sang làm vợ, chàng đưa Sang lên một ngọn đồi sau núi phía vệ, chỉ cho Sang thấy một nấm mồ ngập lút trong cỏ dại. Chàng kể: đây là mồ một cô gái mà người dân quanh vùng vẫn gọi là mồ Mẹ A. Mẹ A ngày trước là một cô gái nùng xinh đẹp nhất vùng kéo tống. Nàng đem lòng yêu một chàng trai người miền xuôi lên xứ lạng làm nghề thợ mộc chàng thợ mộc tài giỏi chăm chỉ đã trở thành chủ nhân của khu nghề mộc xưởng cỗ nổi tiếng thời đó nhưng rồi mối tình của hai người bị hai bên gia đình họ tộc phản đối quyết liệt cô gái đã gieo mình xuống bến đá kỳ cùng tự vẫn còn chàng trai sau khi phóng hỏa đốt toàn bộ khu xưởng cỗ đã bỏ đi biệt tích không ai biết chàng trai ấy đi đâu hôm ấy vì đã nói với giang rằng chúng ta quyết ý lấy nhau dù có khó như vượt biển thì chúng ta cũng phải vượt qua để từ nay cho mãi mãi về sau không còn xảy ra những chuyện đau lòng như chuyện mẹ a nữa mùa cưới đã gần kề sang biết chuyện của cô và vì sắp phải tìm cho ra câu trả lời được đôi lời động viên của bà Cà hương lòng giang cũng thấy ấm lên mặc cho những cơn gió mùa đông bắc vẫn đang cào xít liên hồi gà gáy canh ta cô giang vội vàng trở dậy đã thấy đèn đuốc thắp lên sáng rực ngoài sàn ngựa đã đắng vào xe chúng gõ móng lộp cột. ông chủ nhà còn cẩn thận dắt thêm vài bó đuốc chưa thắp lên xe để mọi người thắp dần đoàn phu muối với những xe ngựa thổ lạc lè rời khỏi nhà ông dùng bắt đầu vào con đèo sài hồ hướng về phương bắc đoàn người lặng lẽ đi trong yên lặng nghe rõ tiếng ngọn lửa bắt gió cháy phần phật trên đầu bó đuốc, tiếng ngựa thở phì phò. Con đèo dốc quanh co hiểm trở, hai bên là rừng đại ngàn với biết bao hiểm nguy rình rập, kẻ xấu, thú dữ, rắn độc. Hiếm ai mà một mình một ngựa dám qua con đèo này. Cô Giang đã từng nghe chuyện ở con đèo này có người bị con rắn hổ mang bành to bằng cái đống phì nọc độc chết cả người cả ngựa. Cô cho ngựa đi theo sát bà cả Hương, mắt không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Thì thoảng, một con hoãng ăn đêm giật mình, chạy thục mạng, khiến những cành khô gãy xoàn xoạt thay bước chân của nó. Một vài con sóc truyền cành líu chiếu hay mẹ con nhà khỉ bị đánh thức giấc, chí chết cào nhào. Mùi lá cây mục hoai hoài bốc lên theo vó ngựa. Trời tăng tảng sáng dần, cảnh vật hiện ra trong màn sương đùng đục thi thoảng bắt gặp những tàu chuối non táp khô lại vì gió rét nổi bật trên nền trời xám bạc giữa những cây nghiến cây lim vẫn thắm một sắc xanh vạn niên non buổi sáng đoàn người đã lên tới đỉnh dốc và dừng lại nghỉ ngơi chốc lát mọi người tranh thủ ăn chút lương khô và đám phu thì tỏa đi tìm chặt cành cây làm thắng hậu khi xuống đèo chốc lát họ đã lôi về những cành cây to cỡ bắp chân người để nguyên cả cành lá xum xuê họ buộc những cành cây đó vào sau mỗi xe hàng đây là cách mà phu xe hàng vẫn thường làm mỗi khi phải cho xe xuôi con dốc đứng cành cây được kéo lê theo sau xe sẽ an toàn hơn cho những chú ngựa không bị xe hàng chúi thúc vào mông nguy hiểm hơn có thể lật đổ cả xe hàng xuống tới chân con dốc những cành cây như thế bị bỏ lại chất thành đống người quanh vùng thường đến lượm về làm củi khô chiều tối đoàn người về đến bến nam bờ sông kỳ cùng chuyến đi kể như là chót lọt ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm trên bến sông vì đã chống xào chờ cô giang cắt đặt việc ăn nghỉ cho ông bà cả hương xong xuôi thì tốc đoàn phu muối vác hàng xuống mảng chờ sang bên kia sông để kịp cho buổi chợ phiên sáng hôm sau gặp lại vì nhìn ánh mắt đầy yêu thương bờ vai rộng dáng đi vững chãi của chàng trong lòng cô giang lại rộn lên niềm tin tưởng cô giang quyết định ngay tối nay sẽ thư chuyện cùng cha ngoài bến sông dần thưa vắng người gió lạnh thốc từng cơn hơi nước từ mặt sông bốc lên ngùn ngụt giang trở vì vác xong những bao hàng cuối cùng thì lấy ở trong tay nải ra gói đường phèn trao tận tay anh đường phèn là món quà miền xuôi mà vì rất thích vì anh để đem chia cho những người già trẻ nhỏ trong vùng làm thuốc chữa bệnh anh về đi áo ướt mồ hôi bắt gió lạnh là cảm đấy ừ em về phủ nhớ đập vài củ gừng ngâm chân cho đỡ lạnh anh tranh thủ đi bỏ mấy bó lá để mai bắt cá trời lạnh thế này anh còn tham gì mà lạnh thế này thì làm sao mà bắt được cá trời lạnh chỉ cần thả mấy bó lá sim xuống chỗ nước nông là cá sẽ chui vào tránh rét. Chiều nay đi rừng tranh thủ chặt được mấy bó lá sim rồi, sáng mai anh nhấc một lát là xong thôi mà, vẫn kịp phụ em buổi chợ. Còn cá thì để đem cho giả khưa bán lấy tiền mua muối. Giả khưa nhịn muối đã mấy tuần nay rồi. Vậy anh đem một ống muối về biếu già trước đã. Đợi em một lát nhé hai người chia tay nhau trong tất bật công việc và đầy áp những nỗi niềm lo lắng, thương yêu dành cho người khác. Tình yêu của Vì và Giang gặp nhau chính là từ tình yêu đồng loại mà cô và anh đã dành cho những người khốn khổ hơn mình. Phủ quan phó chấn Đã khuya lắm rồi, mái đèn dầu vẫn còn tỏ dạng. Quan phó chấn ngồi trên trường kỳ, bên cạnh ông, lư than tỏa hơi ấm hồng rực. Sau khi trình được thư chuyện cùng cha, chính cô Giang lại bối rối, không biết mở lời ra sao. Bao nhiêu điều định thư trình, cứ trôi đi đâu hết cả. Trái với vẻ bối rối của cô con gái yêu, quan phó chấn chậm rãi châm tàu hút thuốc, chậm rãi nhả khói thành những giải mờ mờ. Ông nheo nheo mắt, khe khẽ cười, phá tan bầu không khí im lặng. Còn thừa chỉnh với ta trong phòng riêng rèm lụa mà sao quá nghiêm trang như ở chốn công đường vậy? Cha! Cô Giang đỏ mặt. Có điều gì con cứ nói đi. Quan phó chấn ôn tồn khích lệ. Cha! Con hỏi xin cha một điều. Cha quyết thế nào? Con theo thế ấy ạ? À? Ừ, con nói ta nghe xem nào. Dạ thưa cha Được ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha Con gái cha nay đã lớn Còn trộm nghĩ Có lẽ sắp đến ngày con phải rời cha xa mẹ Xuất giá tòng phu Trai khôn lấy vợ Gái lớn gả chồng Có nhân có duyên thì con xuất giá Điều ấy là thương Nhưng Nhưng con có tội Con đã chót yêu thương một người quan phó trấn cười lớn yêu thương một người đâu phải là có tội nhưng nhân duyên là do trời định con ạ à. đã có người mang lễ vật đến phủ ta hỏi xin con làm vợ chẳng hay con lại chót yêu thương ai trình lệ cha có chuyện đó sao cô giang vội vàng quỳ xuống con cứ ngồi dậy nghe ta nói đã quan phó trấn châm mồi thuốc mới rồi chậm rãi nói Mới cách đây vài hôm, nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình của nông văn vị đã cho bà Mai mang lễ vật đến hỏi xin con làm dâu họ nông. Nếu ta đồng ý thì gia riêng sẽ tổ chức hôn lễ theo đúng phong tục của người Tây. Trời ơi! Cô Giang khe khẽ thốt lên trong lòng. Sao vì dám cả gan làm việc ấy, nhỡ cha không đồng ý thì sao? Trong lòng cô Giang biết bao là hồi hộp. Con có biết ta trả lời họ thế nào không? Ta đồng ý rồi đấy. Ta đã nói rồi, nhân duyên là do trời định. Vậy bây giờ con nói ta nghe, con đã chót yêu thương ai nào? Dạ, con tạ ơn cha. Cô Giang đỏ mặt. Dạ, lòng cha như biển rộng trời cao, không biết bao giờ con mới đền đáp được. Chuyến giải về quê, con đã không dám thư trình với mẹ. Ừ, rồi hạ hồi, cha sẽ nói sau cũng chỉ bởi vì tiền lệ chưa có chuyện người kinh kết thông ra với người tày nhưng cha đã nghĩ kỹ rồi cùng là dòng máu đỏ da vàng cùng là con dân nước việt mối nhân duyên này sẽ làm cho tình thân giữa các dân tộc ngày càng khăng khít thì chẳng phải là tốt cho tình đoàn kết muôn dân hay sao hơn nữa nông văn vỉ là chàng trai xứng đáng với con nó biết con có điều khó nghĩ nên nó đã cho người mang lễ vật sang hỏi cưới con đang hoang Chí khí lắm chỉ có điều nó đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. con mồ côi như con sao con dựa, tự mài mà sắc, tự sắc mà sống. Nhưng ta tin là với trí khí của nó, với sự giỏi giang tháo phát của con, cả con sẽ gây dựng nên sản nghiệp, sẽ tạo dựng được cơ đồ. Cổ chân nói mạnh vị gạo, bạo vì tiền. Người có sản nghiệp lớn cũng là người có sức mạnh. Khi đó, các con hãy giúp đỡ người nghèo kẻ yếu hơn mình chưa biết chừng rồi việc các con làm còn được người đời lưu danh buôn thuở con xin cha nhận của con một lạy con ơn cha muôn phần nguyễn thị giang dưng dưng cúi đầu lạy tạ cha mình từ sau đám cưới của hai người việc kết thông gia giữa người kinh với người tài đã không còn được coi là điều cấm kỵ nữa nữ giám đốc công ty lữ hành quốc tế hoa hồi hôm nay trực tiếp là hướng dẫn viên đưa khách đi tham quan thành phố vì biết đây là đoàn khách văn nghệ sĩ em càng say câu chuyện má càng ửng đỏ hay hay ông bà nông văn vì nguyễn thị giang cũng là người có công lớn trong việc mở mang thị trường lập nên những phường buôn lớn trên đất lạng sơn ông bà còn giúp dân vỡ đất xẻ ruộng bậc thang trồng lúa nước trồng rau gây dựng nên những làng nghề nông màu ở hai bên bờ sông kỳ cùng vùng ven thành lạng để ghi nhớ công ơn của hai ông bà người dân đã lấy tên ông đặt cho một ngọn núi cao phía nam thành lạng là núi văn vỉ chính là nơi chúng ta đang đứng đây từ núi văn vỉ nhìn về phía bên tay trái có một con đèo chạy về phương bắc được gọi tên là đèo giang còn vùng đất ở phía trước ngọn núi và con đèo kia được gọi là thổ sơn theo tên con trai cả của hai ông bà là Nông Thổ Sơn. Mắt đen, chân dài, eo thon da trắng, nữ giám đốc chính gốc người Tây xứ Lạng nói tiếng Anh tiếng Trung như gió. Chiếc Nokia E71 màu đỏ đun trong sắc tay của em liên tục rung lên với những giao dịch hợp đồng du lịch mới. Không hiểu câu chuyện của em hay chính là khóe mắt em đã làm say lòng khách lãng du muốn đưa tay nắm lấy bàn tay em, những ngón tay dài trắng muốt thì bỗng bối rối bởi chiếc nhẫn cưới nhỏ sinh trên bàn tay ấy lấp lánh đầy kiêu hãnh. Đành đưa mắt nhìn theo hướng tay em chỉ. Thành lặng chiều buông mây mờ ảo, núi chập trùng xanh như thể không cùng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Muối mặn gừng cay của tác giả trẻ Vi Thị Thu Đạm qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, là một cây bút trẻ đang sống và viết ở Lạng Sơn, Vi Thị Thu Đạm bày tỏ sự am hiểu khá tường tận về đời sống tình cảm cũng như lịch sử vùng biên xứ Lạng. Dựa vào những tư liệu lịch sử và những trải nghiệm, tác giả dựng nên một không gian giàu cảm xúc, làm nền cho câu chuyện tình yêu chân thực, vượt lên tất thảy hủ tục phong kiến xa xưa. Tác giả mượn hình ảnh và ý nghĩa của câu thành ngữ Mối mặn gừng cay trong dân gian để diễn giải một cách sinh động chân dung hai nhân vật chính là cô Nguyễn Thị Giang và anh Nông Văn Vỉ. Nhân vật cô Giang được soi chiếu trong mối quan hệ gia đình và xã hội khá đa dạng. Với ông bà Cả Hương, cô là người bạn buôn tháo phát, giỏi giang và đẹp người đẹp nết. Tình cảm bà Cả Hương dành cho cô như tình mẫu tử thắm thiết đầy chia sẻ và tâm sự với gia đình cô là con gái biết hiếu thuận và thông tỏ phải trái trong đời chàng trai sư núi nông văn vỉ hóm hỉnh tình tứ trong mối tình với cô giang và cũng đầy trách nhiệm biết yêu thương gây dựng cuộc sống chất liệu đời sống cùng với ngôn ngữ miêu tả và kể chuyện khá chọn lọc tác giả đã làm sống dậy mối tình chân thực đậm đà hơi thở tự nhiên những chi tiết về câu chuyện tình bất hạnh xa xưa là nguồn gốc của nấm mồ mè a làm tăng thêm động lực cho đôi trai gái đến với nhau chính phẩm chất tốt đẹp biết lo lắng cho nhau của cô giang và anh vỉ đã thuyết phục quan phó trấn lạng sơn cha đẻ của cô giang bước qua hủ tục lạc hậu trong quan niệm hôn nhân giữa các bộ tộc để vun đắp hạnh phúc cho các con với giọng điệu kể chuyện hiền lành từ tốn tác giả xây dựng một cốt truyện khá đầy đặn về mối tình bàng bạc màu cổ tích với kết thúc có hậu ấm áp đối thoại giàu hình ảnh cùng với ngôn ngữ đậm chất đời sống là điểm mạnh của tác giả khiến cho câu chuyện có sức hấp dẫn riêng các bạn thân mến, để kết thúc chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe bài thơ "bữa tình yêu" của nhà thơ lò ngân sủn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hương dung. kìa, có hai người, con trai, con gái, ngồi bên nhau, nằm bên nhau, trên bãi cỏ rụng chân tay quấn lấy nhau buộc chặt nhau miệng húp nhau tới tấp rồi cả hai cùng nằm lăn nghe chuyện ngắn Cõi riêng Trích trong tuyển tập truyện ngắn Bồng bềnh thiên sứ Của tác giả Bích Ngân Do nhà xuất bản văn học ấn hành Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến rồi, hết thật rồi, mình không thể tiếp tục làm khổ nhau. Vẻ thở ơ giá lạnh của nàng chặn lời và đóng băng thiện chí cuối cùng của tôi. Vẫn đưa mắt ra khung cửa sổ, nàng tìm kiếm mải miết trong bóng tối lãnh loãng của đêm. Cái nhìn chăm chú xa xăm ấy của nàng làm tôi đau hơn bất kỳ thái độ cuồng nộ, gây khổ đôi khi sắc sược, tàn nhẫn của nàng dành cho tôi, riêng tôi chồng nàng Tim tôi thất lại Có phải ta đau khổ triển miên Vì chính con người này Nàng có xứng đáng là nỗi khổ của ta Không Ta yếu đuối Ta lầm lạc Ta điên rồ Trong tôi Một gã đàn ông khác lên tiếng Hắn đấy Ria mép đen Sống mũi cao Mắt sáng người Đôi tay rắn chắc Dùng mạo ấy bao giữ cái khí chất táo tợn mạnh mẽ nhưng là một con người bất cần khả năng cảm thông và hoàn toàn không biết đến phẩm chất cao thượng để bao dung để tha thứ không bao giờ hắn chịu cúi thấp để mà khom lưng cũng như chưa bao giờ thèm nhón gót để rồi chới với hắn đặt đôi chân vững chãi trên nền gạch ung dung đi đi lại lại và bất ngờ hắn dùng tay xoay mặt nàng về phía mình khi mình không còn là gì của nhau cả anh muốn rút lại hai điều đã nói với em anh cứ nói đi nàng vẫn khư khư cái giọng băng giá ấy thứ nhất trong trạng thái hoảng loạn nào đó anh đã nói nỗi đau mất em không gì sánh bằng kể cả nỗi đau mất mẹ của anh điều này anh thực sự ân hận và thấy tội lỗi thật lớn đối với vong linh của người nàng chớp mắt vốn không phải là người tìm kiếm nhấp nháp khoái cảm đau khổ mà mình gây ra cho kẻ khác nên gương mặt của nàng chỉ lay động lay động mơ hồ như ngỡ ngàng như hoài nghi và dễ nhận hơn cả là sự ngờ vực trước thái độ khác thường của tôi tôi không để mình bị lung lạc điều thứ hai anh từng tin em yêu và được yêu cái từ em yêu ừ thì cứ bỏ qua mọi ngộ nhận ảo tưởng với cả sự tự lừa phỉnh của em còn từ được yêu anh xin rút lại vì hoàn toàn không đúng tôi đã nhắm trúng đích mũi tên độc cắm phập vào nàng sau những giây phút ngộ thương đau đớn quản quại gần như lịm đi nàng bỗng hồi phục sức lực như có phù phép nàng nhảy đến trước mặt tôi mắt rực lên tay nắm chặt cổ áo tôi giật mạnh anh im đi anh im đi lần này cơn cuồng nộ của nàng không chạm được đến tôi cái con người bất cần sự cao thượng cũng tầm thường cũng sĩ diện và cũng biết tự tôn biết yêu mình như bất kỳ một gã đàn ông bị phản bội nào và cũng lần đầu tiên cái con người bị tổn thương ấy háo hức một cách mù lòa và hả hê một cách dồ dại khi thấy nàng trọng thương. Chẳng những thế, điều đó còn có sức kích thích không sao cưỡng được. Tôi nheo mắt chọn mục tiêu và tầm độc những mũi tên sắp bắn. Nàng điên tiết trước cái nhìn của tôi. Anh không được xúc phạm. Nàng run bần bật khi thốt ra câu đó. Gương mặt méo sạch như co giật, thảm hại. Và đột nhiên nàng bật khóc, khóc nức nở. Nước mắt từng dòng từng dòng, đẫm ướt đôi tay, đầm đìa vạt áo. Nàng khóc mê mải như đời nàng chỉ một lần được khóc vì đáng khóc. Căm giận và xót xa, tôi khao khát biết bao dù chỉ một giọt nước mắt dành cho riêng tôi. Nàng, người đàn bà độc ác, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt cho chồng. Cay đắng tôi quay ngoắt và bước đi chợt nhanh như con sóc nàng chặn lối tôi anh nghe đây và đẩy tôi về phía ghế sợ tôi bỏ đi nàng ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện với tôi và bắt đầu nói gấp gửi hào hển cốt minh chứng để bác bỏ những ngộ nhận hay cố ý ngộ nhận gây thương tích cho tôi nhưng một lát sau nàng không còn chú tâm vào mục đích ấy nữa cũng chẳng còn biết kẻ ngồi trước mặt là người chồng đang trong bước đường cùng của thịnh nộ và tuyệt vọng mà nàng chỉ sống với cõi riêng của mình nàng đau khổ nàng hạnh phúc trong thiên đường cám dỗ đó khác hẳn ít phút trước đây nàng như vừa lột xác chưa bao giờ tôi thấy nàng trẻ trung vào hồn nhiên đến thế mắt long lanh khóe miệng mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Nàng đang bay bổng trong sự thăng hoa của cảm xúc. Chính trong trạng thái đắm chìm ấy, nàng gieo vào tôi nỗi xúc động lạ lùng. Tình yêu nàng lại bật dậy trong tôi. Em mệt lả rồi, để lúc khác. Không còn lúc nào nữa đâu. Nàng nói và bộ đứng lên, mắt lục lọi gì đó trên giá sách. Nàng bước một bước Bỗng loạn choạng lảo đảo, đưa tay ôm ngực. Em yếu tim từ nhỏ, mà những người yếu tim thì bao giờ cũng khổ." Nàng từng nói thế. Tôi vội đỡ nàng, nàng mềm nhũn, rũ rượi, xanh lướt trên tay tôi. Tôi bế nàng lên giường, tôi cuống cuồng xoa bóp, lính quính làm những động tác hô hấp. Tôi áp miệng mình vào miệng vào mũi nàng. Tôi muốn truyền hết hơi thở của mình cho nàng. Nhịp thở chưa đều, nhưng môi má nàng đã có máu tuần hoàn. Tôi khẽ áp môi mình lên đôi môi hé mở của nàng. Nàng mở mắt nhìn tôi, cái nhìn vô hồn trống rỗng và uể oải khép mi lại. Tôi cúi xuống, "Cố ngủ đi em." Nàng ngủ, trong giấc ngủ khó nhọc chập chờn, trông nàng bé nhỏ yếu đuối xanh xao và cách biệt, thở ơ xa lạ với tất cả nhìn vẻ cô độc hao gầy trên gương mặt gần như bất động của nàng tôi biết mình mất sạch chẳng còn có thể tìm gặp nàng cũng không còn sót lại chút hy vọng đớn đau là được yêu thương nàng hành hạ nàng hay trả thù nàng với nàng chiếc phao ấy trong cuộc đời chìm nổi lênh đênh này là tất cả nàng gìn giữ nó gìn giữ trọn vẹn bằng nỗi cô đơn kiêu hãnh của mình xâm phạm cõi riêng ấy khác nào giết nàng. Nàng vừa nói gì nhỉ? Không còn dịp nào. Lẽ nào linh cảm bất mát tang thương bóp nghẹn tim tôi? Chấn tĩnh lại, tôi biết mình phải ra đi, phải xa nàng. Chỉ như thế, tôi mới còn có thể mong giữ được chút hạnh phúc mong manh là nàng vẫn còn cùng tôi chung sống trên cõi đời này. Lâu, thật lâu, Tôi cứ bị dịn đắm đuối trước nàng. Nàng ngủ, mơ hay thức trong dáng nằm đơn độc bơ vơ quen thuộc đó. Tôi muốn ghi xiết tấm thân nàng. Lần cuối cùng. Tôi thấy cây bút trong tay mình run lên và những con chữ ngả nghiêng trong cơn sốt. Chúng mình đã có quá ít những gì là hạnh phúc từ khi biết nhau đến lúc có nhau và tất cả đã đẩy chúng ta ra xa cả những khi nằm trong vòng tay nhau mười năm anh vô vàn cảm ơn em đã biết chịu đựng trong ngần ấy thời gian anh xin em tha thứ cho anh và ngàn lần hiểu được lòng anh người chồng điên cuồng yêu em thống khổ yêu em và luôn luôn bất lực hoàn toàn bất lực trước em trời ơi anh biết làm sao hơn rồi con sẽ hiểu sẽ tha thứ cho cha mẹ nó để lại cho nàng những dòng chữ ấy tôi ra đi lặng lẽ ra đi không mang theo gì cả ngoại trừ nỗi đau nán lại thêm chút nữa biết đâu tôi sợ ánh mắt không chịu níu giữ của nàng tôi sợ con tôi sẽ thức giấc sợ nghe câu nũng nịu quen thuộc của nó ba ơi cho con đi tè thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn một mình của nhà văn Lê Minh Khuê qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe. dư gọi điện từ chỗ công tác Từ xa thẳm bịt mùng Chả thấy ông già nói gì cả Máy cứ giọt dẹt rồi tắt giữa chừng Máy chán hay là người chán đây Trước khi dư đi Hai cha con lần đầu tiên gay gắt Ông già bảo Thôi thì tùy con Bố thế nào cũng xong Cái giọng đó của ông già Như bất lực như nhẫn nhịn làm dư cũng phải nghĩ ngợi trong chuyến xe máy lạnh của công ty đến đón đoàn công tác bây giờ điện thoại nghe không được dư lại ngồi thử nghĩ ngợi ông già của dư tuổi đầu bốn đuôi áp chót lấy vợ sớm sinh con sớm dư hiện giờ ở thế hệ kiêu hãnh và mò bẫm như bao đứa khác ông già của Dư bồ côi vợ sớm. Khi Dư mới 9 tuổi đầu, hai bố con ngồi ghế đá ngoài sân bệnh viện xây từ thời Pháp, còn lại đến lúc đó với những gì đẹp nhất. Nhiều cây xanh gốc cây thật to trong vườn toàn cỏ êm như nhung. Nghe nói, ông giáo sư họ tôn thất cương quyết giữ được cái vườn mát mẻ như rừng của bệnh viện. Ông là người hiếm, người hiền, người tài, nên rừng cây được giữ lại theo ý ông chưa xa những buổi chiều thời dư mới lên chín ấy sân bệnh viện vắng vàng hoe lá rơi trên cỏ như ở xứ nào hai cha con tay lớn nắm tay bé tay bé run rẩy trong bàn tay lớn cô đơn vây bọc hai người trong kia là phòng mổ chữ bảng đỏ bật lên đang mổ nhìn là cảm giác như có chia ly khi mẹ không thể ra khỏi bệnh viện, ông già ôm chặt cứng đứa con gái bé như hạt lạc khóc tồ tồ như ống nước hỏng không có van đóng lại. Từ đó là căn phòng tập thể bố được chia 10 mét vuông. Giường cá nhân bố đóng thêm một miếng ván bên cạnh bố nằm để cho con bé thoải mái duỗi tay duỗi chân. Bếp dầu để trong xó với cái xô đựng mắm muối một hòm lương khô đựng gạo bố làm việc ở viện đi bằng xe đạp thống nhất sáng nào cũng chở con gái đến trường trưa hai bố con ăn cơm nóng do bố ủ từ sáng bố phải thay mẹ làm cả việc hướng dẫn cách con gái đến tuổi dậy thì phải ăn mặc ra sao bố trẻ trung không cam chịu nghèo nhưng cam chịu cô đơn vì con gái bố làm được đề tài có tiền mua căn hộ tầng 5 tập thể, rồi đổi xuống tầng 1 có cả mảnh vườn chủ cũ chiếm dụng đất. Nhưng đời bố lận đận như thân cò. Mấy lần bố định bỏ đi xa xứ mang cả dư theo, vì thói thường người mình có mấy khi xem người có đầu óc hơn mình ra gì. Bố nghĩ ra nhiều thứ cho viện cái nào cũng bảo không có tính khả thi, xa rời thực tế không có hồn dân tộc. Bố cô đơn đặt tay lên vai con gái đang ngồi học bài hỏi bâng quơ. Có thương bố không con? Dư tròn mắt thấy mắt bố sớm sớm. May là không khóc tổ tổ. Ngày ấy, Dư cũng không nghĩ bố cô đơn đến thế. Biết đầu bố cần một người đàn bà. Nhưng rồi bố không mặn mà với cô hiểu ông cũng không ưa cô Trang. Những cô gái cùng viện có vẻ yêu thương bố thật lòng, bố sợ họ không yêu con. Bố thủ thỉ khi hai cha con ra bờ hồ ăn kem chẳng tiền chiều chủ nhật. Trong đám trẻ con lau nhau đi ăn kem, có nhiều đứa bố chúng nó dẫn đi, giống như hai cha con nhà mình, như vậy cũng ổn, phải không con? Những lúc ấy dư thấy thật ổn không ai có thể góp tay vào cùng bố để cải tạo căn phòng căn bếp. Chỉ có bố thôi. Bây giờ thì Dư ôm khối ngồi trong căn phòng của công ty ngày Chủ nhật. Một mình, ngoài kia là dãy núi thấp làm nền cho dãy núi cao, trông như là để co trên sân khấu kịch hát vậy. Mây và trời miền núi mỏng tan như khói càng khiến nghĩ ngợi mông lung hơn. Nhớ lại những cuộc điện thoại với bố mấy hôm trước hai bố con cố quên đi không khí căng thẳng hôm dư đi lên đây dư hỏi bố đã uống hết thuốc mua hôm nọ chưa bố bảo đừng lo cho bệnh tật của bố bố chưa tới năm mươi mà con câu nói đó bố cất hơi cao như là có ý dỗi như tự giận mình mà bây giờ dư mới nghĩ ra bố đã đè nén từng ấy năm cô độc cái người đàn ông mà đi trên đường nhiều đôi mắt đàn bà dõi theo nhiều thiếu nữ muốn ẩn nấp lãng mạn sau cái tuổi cứng cỏi của bố sau cái vẻ lịch lãm tự nhiên bấy nhiêu năm dư bấy nhiêu năm thấy điều đó là hiển nhiên bố không thể quên mẹ mỗi khi đi đâu về mẹ vứt cái túi xuống giường chạy ào đến bên bố khi đó ngồi cặm cụi viết chạy ào đến đưa tay thọc lét dư thọc lét bố rồi cả nhà ngã cần ra giường đùa nghịch cho đến lúc mẹ sực nhớ ôi thôi chết xếp hàng chắc đến rồi em gửi cái rổ mà phải ra mua rau đây vui tươi như trẻ con má hồng rực buổi sáng buổi chiều mẹ xinh đẹp là thế sau này người ta bảo màu da hồng hào ấy là do bệnh có lẽ mẹ biết mà không cho hai bố con biết mẹ là thế bố không được quên một người như mẹ nói điều đó với quân quân cao kều học kiến trúc điểm học rất toàn. vậy mà khi ra trường quân kiếm hợp đồng tơi tới làm đâu ăn đó uy tín cao ngất ngưởng quân trầm ngâm bảo cái gì rồi cũng phải quen. Mẹ mất lâu rồi, nhưng cũng nên cho bố sống ra hồn chứ. Đừng có khắt khe như bà lão ấy. Hôm đó, giận quân, giận mấy buổi không thèm chat, không thèm phone. Quân phải đến đón đi chơi ngoại thành. Biết là quân bận mà dành thì giờ dỗ mình, nên không giận nữa. Tối hôm đó, gọi điện được cho bố, dư reo lên trong làn sóng mảnh mai cao vút của chiếc di động quà tặng của quân. Bố, sao khó gọi cho bố thế? Không sao, có lẽ con ở chỗ khó có sóng. Bố à, con sắp về rồi. Ờ, mau mà về đi. Ở nhà bố ăn uống trá ra sao? Buồn quá mà con. Dư nuốt cái gì vướng ở họng Câu nói đó của bố như ngầm trách mình. Có lẽ vậy. Chắc về cái vụ mà hai bố con suýt cãi nhau khi dư đi. Cô hồi. Những lúc có hai bố con, dư thường thích đứng trong bếp xào nấu và nhìn qua cái màn sáo ra phòng khách. Bố thì xem tivi. Những trận bóng truyền triền biên chả hiểu sao gây thú vị thế. Vừa xem vừa uống bia nhắm với vài hạt lạc. Bột cốc bia uống nhẩn nha Mãi không hết Cho đến khi Dư gọi bố vào Con gái ăn cơm với rau luộc Chấm nước mắm trứng Bố ăn món xào thịt rau Dư ngồi bên này Bố ngồi bên đầu bàn kia Cái bàn rộng rinh Hai cha con im lặng ăn Mỗi người nghĩ một chuyện Nhưng thấy hiểu nhau Thấy thân ái và tràn ngập trong tim càng thấy có lý khi bố của riêng mình cho đến một hôm bố làm như vô tình này dư tối nay bố có mời cơm khách đấy con đừng nấu cơm nữa đi nhà hàng với bố có cái gì lạnh toát chạy từ trong ra dư cảm thấy da mặt tái ngắt thấy mình run rẩy ai vậy bố người quen con à thế phái nam hay là phái nữ nữ Bột cô con nên làm quen vì cô ấy chơi với bố cũng vài tháng rồi. Bố thấy thân thiết, bố thấy rất, rất được. Dư không nói được gì hơn, cổ nghẹn đắng, nhưng lại nghĩ quân đã từng bảo nên để bố sống cho ra hồn. Dư không phản ứng nữa. Cuộc đời ngoài kia tấp nập ồn như cái chợ không ai có góc riêng, hầu như không ai được sống cho tử tế, cho đúng nghĩa là con người có da, có thịt, có linh hồn. Cuộc đời đó, nhấn chìm dư, nhấn chìm bố ngày này qua ngày khác, cứ tưởng ổn lắm. Nhưng mỗi khi thế này, lại thấy ai cũng vô cùng thiếu thốn. Như bị bỏ rơi, lay lát, rồi sau cùng cũng hết một đời. Dư vừa ngồi sau xe bố vừa nghĩ vừa thương thân, có mấy khi lục túi xem mình đã nhặt được gì, đã tích lũy được gì. Quán ăn nằm gần đường cao tốc có trồng những cây cỏ thẳng tắp dọc lối đi rộng vừa đường cho xe con. Những chiếc xe giá hàng tỷ của các đại gia trái khoái với một đời sống vay mượn của xứ nghèo. Một đám đông đang vây quanh một cây Murano mới cứng sáng như là thoa dầu. Bố cười cười với Dư như bảo, Họ dễ tính vậy, đơn giản vậy, có lẽ tốt hơn có phải không con? Bàn trong góc có một cô gái rất trẻ ngồi chờ. Cô gái đứng lên đón bố lễ phép như con đón cha. Dư không biết sư ngô thế nào cho phải, vì cô ta nhìn Dư cái cách như là đã quen lắm, như đã rõ lắm. Bố phải chủ động, đây là cô hồi. Trông trẻ thế này, chứ hơn con đến 10 tuổi đấy. Đến đấy đã hỏi nhỉ Cô hồi vâng ạ Và sơ tay chào sư Sư nắm tay cô thấy mềm và ấm Hơi có chút mồ hôi Có lẽ là do căng thẳng Sư nhìn thẳng vào mắt cô và nói Chào cô Bố gọi nồi lẩu nấm Cái thứ lẩu ăn chung Dễ gây cho người ta cảm giác gần gũi Bố dùng muôi múc cho dư Rồi múc cho cô hồi Sư nhập cuộc lúc nào không hay có lẽ vì lẩu nấm ngon quá khói bốc mù mịt dư nhìn bố và cô hồi qua làn khói thấy hai người có vẻ hợp nhau cô hồi nói năng lễ phép có vẻ con nhà được giáo dưỡng chu đáo thời buổi bây giờ đàn bà không còn nói vâng ạ à, thưa em thấy thế thế này mới được vân vân và vân vân bây giờ đàn bà nói năng gọn nhẹ bỏ hết các từ dườm già Ngồi một lúc Dư thế cô hồi cũng được Và Dư bảo Khi nào dỗi thì cô cứ đến chơi với bố cháu Từ hôm đi ăn làm quen với cô hồi Hay là đến chơi nhà Một lần Dư thấy cô đèo đứa con Chi tiết này bố Dư cũng cho Dư biết Chỉ có điều không thấy đả động gì đến chồng cô Dư phải tự tìm hiểu Thì ra cô hồi có một đứa con Sau lần đi nghỉ mát cùng công ty ở vùng biển Công ty đàn ông chiếm tới 2 phần 3 Mà vợ con đề huề cả Ai trong số đó nhỉ? Hay là người ngoài công ty? Người ta đoán già đoán non Nhưng thời buổi này, đàn bà có được quyền làm đàn bà mà không cần giải thích lôi thôi, nên chuyện đứa con của cô hồi cũng được chấp nhận êm du. Dư thì lại thấy không thể được. Dư bảo với quân, em không chấp nhận kiểu đàn bà nhan sắc không đến nỗi nào, lại tự nguyện với một gã đàn ông không dây nhợ gì với mình, không hợp pháp hợp hiến gì hết. Quân lại cười khủng khục khi Dư dùng chữ hợp pháp hợp hiến. Chuyện có đứa con mà em làm như là quốc gia đại sự Sao lại già thế hả bà lão ơi Dư phản ứng bằng cách không rót nước mời cô hồi khi cô đến nhà nữa Và cũng lừng khừng khi bố cố ý nhắc Dư Nhà ta nên cải tạo để lấy thêm một phòng nữa Để phòng thêm người Con thấy sao hay là đổi nhà Bố có đủ lực lượng Dư lặng lặng khi bố gợi ý không phải cái kiểu trước kia bố của riêng mình không san cho ai. Kiểu bây giờ nó khác. Bố hay ho thẳng thắn thế mà có thể ôm người đàn bà dễ dàng chấp nhận có con với một gã lạ hoắc hay sao? Ngày rồi ngày cũng biết là mỗi ngày với bố giờ đây quý giá. Nhưng Dư đã quyết không chịu cô hồi cho đến hôm ấy về nhà có chìa khóa dư mở cửa. Trong ghế salon to ở phòng khách, bố ngồi. Cô hồi nằm gối đầu lên đùi bố thiêu thiêu. Bố đưa bàn tay to lớn, vuốt tóc cô hồi. Miệng bố hát bài hát mà dư hay nghe khi bố du dư ngủ ngày mẹ mới mất. Bài ấy đã lâu bố không hát. Cũng đã lâu dư không gối đầu lên đùi bố để nghe bố nựng nịu hơn hai mươi tuổi rồi ai lại làm thế nhưng bây giờ bố lại làm thế với cô hồi cô hồi im lìm tận hưởng sự êm ái dư quay ngoắt ra sập cửa mạnh như còn tống cho cánh cửa một quả tạ nữa nghe tiếng bố thắt thanh nhập phía sau dư mặc kệ nửa đêm thì hạ hỏa gọi cho quân quân bảo em đừng làm khổ bố nữa. Hay ho gì mà cứ phải tước đoạt của người khác cái họ cần có. Dư quay về, bố chờ ở cửa. Đi đâu mà lâu thế, con làm bố lo quá. Bố kệ con, việc gì bố phải lo. Bố cứ việc mà ngồi ghế salon êm như thế, dù cho người ta ngủ, việc gì phải ngóng tới con nào. Bố phì cười, nhưng dư nghiêm, lạnh khô khan, trùng cha trùng chẳng. Một người như thế, đẻ con với ai cũng chá nói làm người ta gì xào bàn tán thì có ra gì. Sao cứ để thiên hạ phải ban về mình? Sao lại dễ dàng ngả ngớn chá cưới xin gì hết? Con, con cổ lỗ sĩ lắm, bố đừng ngạc nhiên. Con đề nghị bố thôi cô hồi đi. Thiếu gì người, sao bố phải đi rước con người khác về mà nuôi? bố nghe sư nói từng tiếng như suy tính kỹ càng bố bảo thôi thì tùy con rồi ngày hôm sau dư đi lên chi nhánh biển núi của công ty việc của công ty mẹ phân công dư làm gần xong thì xảy ra sự cố nhóm mấy kỹ sư đi đo đạc ở đoạn đường gần chân núi bị lũ ống đột ngột như cái vòi bạch tuộc quật thẳng vào đầu hiệp kỹ sư thông tin bị quật vào tảng đá ngất lịm đè dọa bị chấn thương sọ não khi dư lên đến nơi thì người ta đã đưa hiệp lên băng ca cho vào xe cấp cứu bệnh viện huyện cả bọn theo xe cấp cứu trong xe dư ngồi cạnh hiệp dùng khăn ướt lau bùn ở mắt ở miệng của hiệp hiệp bấp máy môi như là cảm ơn như đau đớn có hôm tranh luận với hiệp về đàn ông đàn bà ai tử tế hơn dư đuối lý đã ném cả cái nắp ca vào hiệp may mà không trúng hiệp cười hiền lành bảo bà như thiên lôi thế thì đàn ông nó sợ lắm tức hiệp từ hôm ấy bây giờ thấy thật vớ vẩn cái sự tức tối đàn bà như lúc này có muốn làm gì cũng chả được lạy trời cả bọn chờ bên ngoài bệnh viện huyện miền núi hiu hắt buồn lác đác những người nghèo ra vào phòng khám dư ngồi chờ trong đám bạn chợt nghĩ đến khoảnh khắc sống của con người mong manh dễ vụn nát biết bao hiệp cao mét tám nặng tám mươi ba cân đẹp trai ngời ngợi thông thái cái gì cũng vững nhưng lũ ống nó có chừa anh ta ra đâu bố ơi có lẽ con không căng thẳng với cô hồi với bố nữa bố chờ con về bố nhé ông bác sĩ đi từ phía cuối hành lang lại cả bọn đứng lên như một lũ cò cổ đứa nào cũng dài ra chào các anh các chị tôi là thoại bác sĩ ngoại báo tin vui bạn của các anh chỉ an toàn đã kiểm tra chỉ bị thương phần mềm thôi cả lũ nhảy lên như bọn fan đám bóng khi câu lạc bộ làm bàn. Nhảy lên chả cần giữ ý giữ tứ gì. Hiệp đã tỉnh. Hiệp đưa tay cho Dư môi bấp máy cảm ơn. Bác sĩ Thoại bắt tay từng người. Dư thích cách bắt tay của ông này. Bàn tay của ông cứng cáp ấm rực đúng là tay lao động của bác sĩ ngoại khoa. Ông bảo Dư, nghề của tôi chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ quá tưởng đã trai sản nhưng mà đến mỗi ca như thế này tôi vẫn thấy run chả biết thế nào mà lường trước một thanh niên khỏe mạnh đẹp đẽ thế cũng chả là gì với ông thần chết cả khi chia tay ông bác sĩ rất chú ý tới dương ông nhìn đôi mắt như muốn khóc của cô gái không ngạc nhiên nhưng lại khá tò mò này mọi việc ổn rồi cô à ông bảo dư gật đầu vâng rồi sẽ ổn thôi bác sĩ bác sĩ nhớ chăm sóc hộ bạn của chúng em nhé trước hôm về bố gọi điện giọng bố ngập ngừng thật thương có lẽ vẫn nghĩ con gái còn giận hay là sao đó dư không nói gì nhiều chỉ bảo ngày về rồi gọi điện bảo quân đón em ở ga em về tàu không đi xe công ty nữa vì ngày mai bọn nó mới về em sốt ruột quá trên sân ga lêu khêu bóng quân đứng chờ chưa bao giờ dư cảm động đến thế khi thấy mình một hình dáng thân thiết của ai dư đến sau quân ù một cái làm cho quân giật mình quay lại cười toét miệng dư thấy mình như lao vào tay người yêu một vài người cười cười trên sân ga nhìn hai người quân cảm thấy vai dư sao động trong tay vội vỗ về thôi xong rồi mà ớn trời em không sao sau vụ lũ ống rồi mà à hiệp cũng qua rồi anh ạ em sợ quá chỉ chút nữa thôi là mất đi một người mình quý mến. Cả hai ra chỗ để xe. Dư cương quyết nắm tay quân, không cho quân rời ra đi lấy xe. Dư bảo đứng đầu một tí, rồi hãy đi lấy xe. Em không làm gì để bố buồn nữa đâu. Bố gần 50 tuổi rồi, sao mà lâu nay em cứ lần trần giữ chân bố. Mà cô hồi thì cũng chẳng có tội gì. Em thấy con con với ai không quan trọng quan trọng là có đứa con chứ em cứ thế em nghĩ dọc đường ngồi trên tàu thế là về tới đây đấy em cứ nghĩ rồi em khóc rồi em lại nhớ tới anh này thế sao bọn mình cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau ù ừ, thật là vô lý quá quân ôm choàng vai dư rồi quân hỏi thế bây giờ làm gì nào anh anh đến nhà em đi bảo bố chuẩn bị mấy thứ bọn mình liên hoan chứ còn em á em đi đến chỗ cô hồi em ồ oh, em định cái gì nào anh anh đừng hỏi em đến chỗ cô hồi có việc em không gây sự đâu mà anh lo cô hồi và đứa con đang chuẩn bị ăn cơm chiều căn hộ sạch như ly như lau ngăn nắp chứ không bê bối như cuộc đời cô không hiểu sao Dư không thể bỏ được kiểu nghĩ ngợi già đua như thế. Cô hồi giật mình khi thấy Dư, nhưng rồi lại bình tĩnh ngay, bảo em ngồi ăn cơm cùng hai mẹ con cho vui. Em không đói, nhưng Dư cũng xưng hô kiểu em và cô như là cô hồi xưng hô hồ trước đây. Sau này, cô ấy làm vợ bố mình vẫn xưng hô em vào cô. Cô ấy đâu có hơn tuổi mình nhiều, cô à, cô đừng ăn cơm nữa, bố em đang chờ đấy. Cô à, cô đến luôn đi. Bế cả em bé đến, vì chiều nay bên nhà cũng có ăn uống mừng em đi công tác về an toàn. À, cô cũng nghe tai nạn của đoàn em, mà may quá. Vâng, Dư chỉ nói thế rồi lặng lặng bế đứa bé lên, lấy mũ đội cho nó, bế nó xuống nhà trước. Đứa bé kéo kéo tóc Dư rồi sờ vào tay Dư. Bàn tay của nó bụ bẫm mềm như bông làm cho Dư bủi lòng. Dư vùi mặt vào ngực nó làm cho nó cười khanh khách. Cuộc đời có những phút thật xốn sang, không hiểu mình làm mọi việc có đúng không. Chắc là ông già kinh ngạc lắm khi thấy con cô hồi trên tay mình, còn cô hồi thì đi phía sau Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn một mình của nhà văn Lê Minh Khuê. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn một mình là câu chuyện giàu tình người xoay quanh mối quan hệ giữa cha và con. Họ ở vào hoàn cảnh khá đặc biệt. Vợ mất sớm, người cha đã phải sống cảnh gà cả chống nuôi con bao năm trời đẳng đẵng. Yêu cha, không muốn san sẻ tình cảm đó với bất kỳ ai cô con gái đã ích kỷ không muốn cha đi tìm hạnh phúc mới. Cuối cùng cô cũng hiểu rằng sự ích kỷ của mình là không công bằng với người cha hiền lành, giàu đức hy sinh, chưa một lần than thở hay có đòi hỏi riêng tư nào. Qua phát thảo của tác giả, nhiều người ở vào tình huống tương tự có thể suy ngẫm về cách cư xử của nhân vật người cha trong chuyện đối với cô con gái của mình mối quan hệ cha con ở đây là hoàn toàn bình đẳng và tôn trọng nhau dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ người cha đều tham khảo ý kiến từ đứa con của mình ông sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng thuận của con có lẽ chính vì thái độ cầu thị và bao dung này đã làm thay đổi suy nghĩ và thái độ của cô con gái rất nhiều dư từ một người ích kỷ có chút ngang tàng ít khi lắng nghe tâm sự của người khác, đã trở nên biết quan sát, biết lắng nghe và đồng cảm với cha. Chính điều này đã khiến những bất đồng tìm được tiếng nói chung, giải quyết mâu thuẫn theo cách nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý nhất. Nhân vật tư trong truyện ngắn này đã đặt địa vị vào cha mình để hiểu cha hơn ngược lại người cha cũng đặt địa vị vào con gái để thông cảm với những gì đang diễn ra trong tâm lý của một đứa con đã quen với tình yêu của cha dành cho mình trong cuộc sống này nếu biết đặt hoàn cảnh vào người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ chịu biết bao nhiêu Thưa các bạn. Hãy quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn để từ đó chúng ta có thể thấu hiểu và yêu thương nhau. Đó là điều mà tác giả Ngô Diệu Hằng gửi gắm trong truyện ngắn Ngàn cánh hạt, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác truyện ngắn Tiếng vọng thời đại trên tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh năm 2022. Tôi hứa với bò là sau này tôi phải kiếm thật nhiều tiền để đưa em ấy đi sở thú lớn nhất nước và đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mới hơn 4 tuổi nhưng bò đã phải trải qua mấy ca mổ sửa hàm ếch và uống bao nhiêu thuốc chống động kinh. Mọi người thường nhìn em ấy bằng ánh mắt thương hại, đôi lúc dè chừng con nhỏ khi chúng chơi cùng bò họ gọi bo là cậu bé có đôi mày sâu róm và chiếc miệng ếch nhưng đối với tôi bo là một thiên thần đôi mắt em ấy đen tròn mỗi khi không chụp xuống chiếc mũi em ấy hơi tẹt nhưng thính hơn cả một chú chó nhờ thế dù chơi ở ngoài đường cái bo có thể đánh hơi mẹ đang làm bánh xèo và kéo tay tôi chạy ù về đánh chén ngày ngày sau giờ tan trường tôi cõng bo ra vườn sau đó là sở thú đẹp nhất mà tôi có thể đưa em ấy đi ở đó có rất nhiều ngựa chim chóc đà điểu lợn lòi và cả báo đen có lần anh quân nói nhỏ gì đó với bò và em ấy hỏi tôi có phải anh là đồ nói dối không sao em lại nói như vậy những con kia là gà không phải đà điểu và còn cả con mèo đen của bà ngạn chứ chẳng phải báo đen báo điếc gì, đúng không? Em đừng để những lời của anh Quân làm ảnh hưởng chuyến đi của chúng ta. Nào, hãy leo lên lưng ngựa và ôm chặt lấy anh. Chúng ta sẽ đi dạo quanh sở thú. Bò ngoan ngoãn leo lên cảnh ổi, ôm chặt vào bụng tôi và cười hà hà thích thú. Những lúc không chơi cùng bò, tôi lang thang khắp nơi kiếm trò. Thi thoảng bà nội cho tôi vài nghìn tiền lẻ mua bì bộ sưu tập bi của tôi ngày một nhiều vì tôi khá lanh lẹ như lời mẹ thường nói nhưng tôi cũng là đứa luôn mang phiền phức đến cho gia đình nhà tôi ở gần nông trường cao su và tất cả buổi trưa tôi đều không ngủ mà tìm cơ hội lèn vào vườn cao su nhặt nhạnh mù thừa còn sót lại trong bát tôi lột những dây mù còn dính cả trên cây để cuộn lại thành quả bóng cao su có độ bật tuyệt vời bọn trẻ trong làng chạy theo tôi xin được chơi ném bóng. Cảm giác được làm chủ một đồ chơi thật sùng sướng. Nhưng cái giá phải trả cũng rất chùa sót khi không ít lần tôi bị ông bảo vệ rượt đuổi. Có lần ông ta đã tìm đến nhà và bố tôi đã cho tôi một trận nhừ đòn. Một thời gian dài, bố thất nghiệp do bị tai nạn ở chân. Một mình mẹ đi làm Lúc thì phụ việc ở quán ăn, lúc thì phụ hồ vác gỗ không khác gì đàn ông. Mẹ thực sự vất vả khi phải gánh vác tất cả. Rồi bố thường đi theo lão Tam và lão Quyền, những bậc thầy trong làng uống rượu đứng. Bà tôi hay nói như vậy. Tôi cũng học lỏm những câu nói tục từ bố và những bạn nhậu của ông thi thoảng anh quân bảo tôi vào trận đánh nhau thay anh để trả công những lần anh dạy tôi gấp thuyền làm lồng đèn và xếp hạc giấy ông trời ban cho anh ấy sự khéo léo anh ấy có thể làm mọi thứ từ giấy còn tôi chỉ biết đánh nhau và tôi luôn thua vì tụi nó quá to con chửi tục là cách trả đũa duy nhất tôi có thể làm khi không đủ sức đánh trả có lần tôi bị ăn một nắm đấm vào miệng rách môi bố đã đánh tôi một trận và tôi đã đứng ôm cột nhà nghiến răng chịu đựng những đợt roi tứa máu của bố anh quân sợ tái mặt giọt lẹ ra cửa sau có lẽ những trận đòn của bố khiến tôi trở nên lì đòn hơn những lúc như thế con quỷ trong tôi cười khanh khách nó thường rủ tôi làm những điều quỷ quái lúc tôi chán nản những lúc không ai muốn ngó ngàng đến tôi. Thường vào năm mới, mọi đứa trẻ đều có quần áo mới. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thì từ khi tôi nhận thức được chuyện quà cáp, chưa bao giờ tôi nhận được món quà Tết nào. Quần áo của tôi thừa hưởng từ anh Quân, và phần lớn quần áo của anh Quân là đồ cũ của các anh họ. Tôi cỏi cọc, nên hầu như quần áo không chật mà chỉ có sờn rách ngày mùng 4 Tết, mẹ mới đưa chúng tôi đi thăm ông bà ngoại. Anh Quân bảo mùng 4 là hết Tết rồi, không ai mừng tuổi vào ngày này nữa. Và mẹ chúng tôi cũng đỡ áy náy vì không có phong bì đỏ để lì xì cho bọn trẻ. Chúng tôi cũng được dạy là không được nhận bao lì xì của ai. Mẹ chỉnh sửa quần áo và chải tóc cho ba anh em. Tôi sỏ chân vào giày, hơi chật mẹ bảo cũng không đến nỗi chật đâu, nhất thiết phải trụ được đến hết năm học. Tôi liếc nhìn bố, rồi lập tức chạy tới chỗ ông đang ngồi hút thuốc. Bố ơi, giày của con chật rồi, bố mua cho con đôi mới đi. Đừng nói chuyện tiền với bố lúc này. Mặt tôi xỉu lại, quay đi, miệng lẩm bẩm Thật xui xẻo vì có một ông bố nghèo. Bố đưa mắt nhìn tôi vẻ giận dữ, Ông vứt cái đầu lọc xuống sân rồi đứng dậy bỏ đi. Anh Quân chạy tới sổ ngã tôi. Mày đúng là đồ quỷ thật mà. Mày không nhớ bố đang thất nghiệp à? Hôm đó tối mịt bố mới trở về và sặc mùi rượu. Bố ngồi trước cửa đút thuốc hết điếu này đến điếu kia. Tôi lân la đến sau lưng bố. Tôi muốn xin lỗi bố vì lời buột miệng của mình. Vô tình tôi dẫm phải chiếc điện thoại đen trắng của bố xong tôi nghe thấy tiếng kêu răng rắc dưới dép mình lập tức bố đứng vụt dậy cánh tay to dài vung vào mặt tôi kêu bốp mày lại muốn đòi cái gì tiền hả tiền đấy dưới chân mày đấy cả ngày nay tao đợi một cuộc gọi trả lời của người ta để đi làm kiếm tiền cho chúng mày mà không có đấy thôi hết sao anh lại đánh con đến nỗi chảy máu thế này mẹ lao từ nhà bếp lên hốt hoảng ôm lấy tôi nhìn này gãy một cái răng rồi môi cũng bị chảy máu tôi nhìn bố dưng dưng chờ một cái ôm hay đại loại như thế nhưng không bố vắt áo lên vai rồi bỏ đi mẹ chạy xuống bếp lạch đạch bê lên ca nước muối thần thánh bảo tôi cố gắng chịu đau ngậm một ngụm xong rồi mẹ lấy khăn ấm lau mặt cho tôi trở lại trường học một số đứa bạn khoe quần áo mới hoặc tiền mừng tuổi còn tôi thì nhìn xuống đôi giày sờn cũ của mình và nghĩ đến chiếc răng bị gãy rồi mùa bi mùa chơi gụ đến tôi không còn bận tâm chuyện đôi giày cũ nữa để có tiền mùa bi tôi nhổ tóc bạc cho bà nhưng phải mất mấy buổi trưa bà mới cho tôi vài nghìn tiền lẻ khi số bi trong túi vây dần và nhận thấy công chuyện làm ăn với bà không thuận lợi, tôi lang thang nghĩ cách. Khi đi ngang vườn cao su, con quỷ trong tôi lại cười khanh khách. Cơ hội đến rồi, lão bảo vệ đã ngủ say trong lán. Tôi lập tức lèn vào nông trường với ý nghĩ sẽ mót mù cao su đi bán. Tôi hầm hở vét sạch mù trong bát bỏ vào túi ni lông có lúc mải mê tung tăng đùa nghịch giữa rừng cao su bạt ngàn xanh ngắt tôi quên mất mình có thể bị tóm bất cứ lúc nào và kết quả là tôi đã bị sách tài kéo về nhà sau khi vét sạch túi đền tiền 12 chiếc bát tôi lỡ làm vỡ bố bảo tôi đứng ôm cột nhà đợi ông đi lấy giỏi mây người thấy mùi nguy hiểm tôi chạy một mạch đi trốn đến tối mịt mới mò về Hôm ấy, mẹ đi làm thêm ở quán ăn đến tận khuya, nên tôi không dám vào nhà. Mọi người nháo nhác đi tìm tôi khắp nơi. Bà nội soi đèn và thấy tôi ngồi ngủ quên sau chuồng gà. Bà dắt tôi vào nhà, xoa dầu vào những chỗ mũi đốt. Bố túm lấy tài tôi kéo ra sân và phụt roi không trượt phát nào. Mặc bà càn ngăn, bố dồn tất cả tức giận lên những nhát roi. Tôi cũng không nhớ bố đã đánh bao nhiêu roi, chỉ biết rằng đứa lì đòn như tôi cũng phải gục xuống vì đau và đói. Trước mắt tôi là một con quỷ dữ, đồ độc ác. Tôi cố hết sức hét lên rồi lịm đi. Tại sao bạn lại nói với bố mình như thế, Phúc? Át hẳn ông ấy đã rất buồn bực và không kiểm soát được cảm xúc. Tôi tin ông ấy cũng đang rất khổ tâm nếu biết khổ tâm, chắc hẳn ông ấy đã không làm vậy. Không ai yêu thương tôi cả. Mỗi lần đánh tôi, ông ta đều gọi tôi là đồ quỷ. Nhưng tại sao ông ấy lại sinh ra tôi có quỷ trong người, và còn là đồ rẻ rách? Sao tôi không biến mất đi cho khuất mắt, để bố mẹ tôi không phải nghe những lời trách móc càm ràm của hàng xóm mỗi khi tôi gây rắc rối? Dường như mỗi khi xảy ra chuyện gì không hay, người đầu tiên mà họ nghĩ đến là thằng Phúc con trai ông thân, chứ ai vào đó nữa. Tôi không tin được những điều bạn nói. Từ khi tôi biết bạn, tôi chỉ nhìn thấy một cậu bé luôn nhiệt tình với bạn bè, vui vẻ và lạc quan. Bạn cũng thông minh, nhanh nhẹn và quan tâm người khác mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên có ai đó khen tôi hết lời như vậy. Tôi rất tò mò, nhưng bố tôi từng nói đàn ông thì phải giữ lời hứa tôi sẽ không cố tìm hiểu người bạn viết thư để trong bàn học của mình mỗi ngày là ai. Có một người bạn bí mật cũng thật thú vị. Ngoài kia tôi không có được một người bạn thật sự bởi vì tôi quá nghèo và người lớn cũng không ai muốn con cái họ chơi với một đứa tinh quái như tôi. Cô Quỳnh đến chủ nhiệm lớp tôi từ cuối tháng 9 thay cho thầy Nam. Thầy Nam đã từng lắc đầu khi nói chuyện với mẹ tôi rằng phúc là học sinh cá biệt cần phải có sự giáo dục nghiêm khắc mẹ tôi cố gắng thành mình tôi biết phúc rất hiếu động nhưng cháu cũng là một đứa trẻ tình cảm ngay lập tức thầy nhăn chán lại dẫn chứng những lỗi lầm của tôi vụ thứ nhất là đái vào giày của bạn vì bạn không trò chơi chung lần đó thầy đã búng vào chim tôi và bắt tôi tự đái vào giày của mình trước mặt các bạn tiếp đến vụ thứ hai là đánh nhau trong lớp khi ấy các bạn trêu đùa linh vì nhà bạn ấy nghèo đến nỗi đi mãi một đôi giày hở mũi và tôi đã cảnh báo không nên làm như vậy nhưng tụi nó còn cố gắng ghép trêu chọc chúng tôi và tôi đã cho tụi nó một bài học lúc ấy tôi thầm cảm ơn những trận đòn của bố và cả những lần ra trận thay anh quân đã giúp tôi trở thành đứa cứng đầu đánh nhau không biết đau Kết quả là thầy Nam đã véo tài tôi, sách lên phê bình trước toàn trường vì đánh các bạn. Mặc dù lúc ấy mới 8 tuổi, nhưng tôi đủ hiểu được điều tệ hại của việc bắt nạt và dè biểu bạn bè là như thế nào. Đặc biệt là đối với một bạn gái. Sau lần đó, tôi không muốn đến lớp nữa. Tôi thường la cà dọc đường và trễ học, thậm chí cúp học vài lần ngồi trong lớp học nhưng đầu óc tôi chỉ đầy hình ảnh những quả bóng cao su nhảy nhót và những viên bi thi nhau lăn tròn trên sân những tiết học nhồi nhét nham chán thời gian tắc nghẽn cho đến khi cô quỳnh xuất hiện dịu dàng trong tà áo dài màu xanh ngọc cô đến gần cúi thấp người hỏi han từng bạn để làm quen hành động đó của cô khiến tôi đánh giá cao bỏ qua chuyện cô có mái tóc xù trông thiếu thẩm mỹ một lần khi tôi đang hí hoáy vẽ vời lên bàn cô đến gần hỏi tôi làm xong bài chưa thấy đáp án bài toán sao của tôi giữa một loạt chữ số nguệch ngoạc cô đã hét lên cô đưa tay xoa hai má tôi vút vút mái tóc mì tôm của tôi rồi kéo tôi lên bảng trình bày cách dài cô yêu cầu cả lớp vỗ tay khen tôi mũi tôi phổng lên khi những đứa thường hay chế giễu tôi đang tròn xoe mắt nhìn. Giờ ra chơi, khi các bạn chạy ra sân ăn quả vặt, tôi bỏ tay vào túi quần, sờ soạn, đếm mớ bi và thẻ bài của mình. Tính lần là ra bãi đất trống chơi, thì cô Quỳnh gọi tôi đến bản giáo viên. Cô chia ra cho tôi hai nghìn đồng. Em đi mua bánh ăn đi. Tôi thích thú đến lồi mắt ra nhưng vẫn giả vờ từ chối. Cô nói, cô thưởng cho em vì bài toán sao đấy. Nhớ viết chữ và số rõ ràng, trình bày ngay ngắn nhé. Tôi mừng gian, nhảy chân sáo đi mua bánh. Từ ngày đó, tôi thích học toán đến lạ. Cả tiết đạo đức của cô, tôi cũng say sưa nghe cô giảng bài và kể chuyện giọng cô ấm áp truyền cảm, ánh mắt cô chiều mến nhìn chúng tôi. Cô dạy chúng tôi phải biết chia sẻ và đoàn kết. Cô không thiên vị bạn nào cả, nhưng cách cô trách phạt rất nhẹ nhàng. Nó khiến tôi thấy mình được quan tâm và muốn tốt hơn mỗi ngày trong mắt cô. Ngày 20 tháng 11 đến, đó là dịp để tôi thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với cô tôi đến lớp từ sớm chùi bảng đen bóng và trải lại khăn bàn cho cô thật vuông vắn sạch sẽ lát sau các bạn ùa vào lớp ai nấy đều mang theo gói quà nhỏ tôi tránh ra cho các bạn đặt chúng lên bàn của cô rồi đôi chân kéo tôi chạy một mạch sang vườn nhà bà xuân và quay trở lại với một bông hồng trong tay tôi mang nó đến cắm vào bình hoa nhỏ trên bàn của cô khi cô bước vào, tôi thấy ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô vừa dứt lời cảm ơn thì bóng bà Xuân khệnh khạng bước tới trước cửa lớp. Thằng con trai ông thân vừa lèn vào vườn nhà tôi hái trộm hoa, đề nghị cô giáo xem lại cách dạy dỗ học trò của mình. Quân trộm cắp này phải xử phạt thật nghiêm. Cả lớp ồ lên chế giễu tôi, còn nỗi buồn thì rưng rưng trong mắt cô cuối giờ học cô gọi tôi lại tưởng thuật sự việc đã từ lâu chiếc bình trên bàn cô chưa có bông hoa nào và hôm nay em muốn mình là người đầu tiên cắm hoa vào đó nó chắc hẳn là bông hoa đẹp nhất tôi vừa thanh minh vừa đưa mắt lén nhìn cô em có thể tự mua một bông hoa bằng tiền mà cô thường cho em mua bánh mà nhưng còn linh thì sao cô thỉnh thoảng bạn ấy cũng không có quà vặt và em đã mua hai chiếc bánh nhỏ để chia cho bạn ấy thay vì một chiếc bánh to cô nhìn lên trần nhà chỗ chiếc quạt trần giả nua đang ủy oải xoay và đưa tay áo chấm mắt tôi biết con gái hay cảm động khi ai đó tặng hoa cho mình và cô cũng vậy tôi hứa với cô sẽ không bao giờ làm sai nữa Lúc ấy, cô đã ôm tôi vào lòng và bảo rằng Đối với cô, em là bông hoa đẹp nhất rồi. Hôm ấy, cô chở tôi về nhà bằng chiếc xe máy Dream cũ. Tôi từ chối vì trái đường, nhưng cô bảo chưa nắng rồi để cô đèo về. Trên đường về, tôi cứ bảo cô cho tôi xuống vì sợ tốn xăng của cô. Cô mỉm cười. Sao em lo nhiều quá vậy Phúc? Tôi nhanh nhỏ. Mẹ em làm việc rất nhiều để nuôi gia đình vì bố em bị tai nạn ở chân nên rất khó xin việc. Mẹ dạy chúng em là phải biết tiết kiệm mọi thứ như thức ăn, nước, điện, xăng dầu. Đến đây, cô không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Tôi thích đi chân trần. Bắt gặp tôi nhảy nhót trên đường sỏi, cô dừng xe lại đi chân trần là một cách tốt để rèn luyện sức khỏe tuy nhiên khi đến trường học em nên đi giày dép nghiêm chỉnh và cũng để tránh tai nạn không may xảy ra nếu lỡ dẫm phải mảnh thủy tinh hoặc vật nhọn nhé từ đó tôi không đi chân trần khi tới trường nữa thấy tôi vất vả đi đôi giày chật trội cũ kỹ cô đã mua cho tôi một đôi khác và bảo đây là món quà ứng trước vì thành tích học tập tốt cuối năm học của em tôi như vỡ òa vì sung sướng không nói nên lời mặc dù đôi giày không phải loại đắt tiền nhưng chúng vừa chân và quan trọng là cô giáo tôi yêu quý nhất đã tặng chúng cho tôi về nhà tôi khoe ngay với bò tôi móc tất cả bi thẻ bài bỏ vào một cái túi buộc lại rồi đem nhét vào góc tủ quần áo tôi đặt đôi giày lên một bên bàn học và nhìn ngắm chúng mỗi khi buồn ngủ hay con quỷ trong tôi dạo rực ý định bày trò tôi cũng viết thư cho người bạn nhỏ kể về đôi giày bạn ấy tỏ ra rất ngưỡng mộ món quà của tôi chúng tôi thường xếp thư thành những con hạt giấy để dưới gầm bàn học của tôi vì thế tôi gọi bạn ấy là hạt giấy khi tôi bảo rằng muốn giết chết bố trong trái tim mình hạc giấy đã viết cho tôi những dòng sâu sắc như thể một người trưởng thành mong rằng bạn sẽ không bao giờ để bố bạn phải nghe thấy những lời đó không một cha mẹ nào ghét bỏ con mà lại sớm hôm dầm mưa dãi nắng làm lụng để nuôi con và cũng chẳng cha mẹ nào đánh con vì ghét con cả chỉ là vì họ chưa biết cách dành thời gian gần gũi chia sẻ cùng con cái của mình thôi và một phần cũng vì cái nghèo khiến họ mải mê lo cơm áo gạo tiền mà quên mất việc làm bạn cùng con họ nghĩ con cái phải có nghĩa vụ hiểu nỗi khổ của cha mẹ còn con cái lại nghĩ cha mẹ không yêu thương mình và khoảng cách ngày một xa bố mẹ tôi thậm chí không biết đến sự hiện diện của đôi giày mới mà cô giáo tặng cho tôi họ còn không có thời gian tắm rửa cho tôi và vách tay tôi bây giờ đã dày cụm đất mỗi lần tắm cho bo tôi thường nói em là cậu bé xinh nhất anh từng thấy em phải luôn sạch sẽ thơm tho để mọi người thích em muốn cho em quà còn anh là đồ bỏ đi rồi bạn là một người anh trai tốt bạn cũng rất quan tâm bạn bè như lời kể của bạn tôi thấy bạn chỉ gây chuyện khi mọi người phớt lờ bạn không quan tâm đến bạn bạn chỉ mới là một đứa trẻ nhưng người lớn để bạn phải lo lắng và chịu trách nhiệm quá nhiều tôi nghĩ nhiệm vụ của bạn bây giờ là học thật tốt chơi ngoan ngoãn và quan tâm đến mọi người xung quanh dần dần mọi người sẽ chú ý và hiểu bạn hơn nghe lời người bạn bí mật của mình khuyên bảo những ngày sau đó, tôi để dành tiền ăn bánh mà cô Quỳnh thưởng để mua ba điếu thuốc rét cho bố. Trở về sau ngày làm việc mệt nhọc, thấy tôi gión rén xòe tay ra với ba điếu thuốc ngon. Bố kéo tay tôi ngồi vào lòng mình và âu yếm hỏi. Tiền đâu mà con mua thuốc cho bố thế? Tiền cô giáo cho con ăn bánh khi được điểm tốt ạ. À? Cô giáo tốt quá sao con lại để tiền mua thuốc cho bố chẳng phải con từng bảo bố hút thuốc không tốt sao đúng là cô giáo dạy con thế nhưng con thấy bố không bao giờ mua gì cho mình cả ngoài thuốc lá và bố cũng chỉ hút những loại thuốc rẻ tiền tóc dài rồi ngày mai bố cắt tóc cho nhé nói rồi bố ôm lấy đầu tôi còn tôi thì áp mặt vào ngực bố hít hà mùi mồ hôi còn ấm chưa bao giờ tôi thấy mùi mồ hôi lại thơm đến thế. Tối hôm đó, mẹ đi làm về muộn. Đợi mẹ tắm giặt xong, tôi bê lên một chậu nước gừng ấm bảo mẹ ngâm chân. Ngâm chân nước gừng ấm sẽ giúp dễ ngủ lắm. Bà nội bảo vậy. Tôi nhành nhỏ. Mẹ ôm và thơm lên chán tôi. Đêm hôm đó, mẹ bảo tôi qua ngủ cùng mẹ và bo Hôm sau, cô Quỳnh đến nhà tôi thăm và trò chuyện cùng bà và bố. Tiếc là tôi không có mặt ở nhà nên không nghe lỏm được cuộc nói chuyện. Những ngày sau đó, mọi người trong gia đình hay hỏi han tôi. Bố đã rất cố gắng để hiểu tôi và đã chỉ ra cho tôi những điều đúng sai thay vì đánh đòn. Cứ vài hôm, mẹ lại về sớm tắm cho hai anh em tôi sạch sẽ. Tôi cũng thường đi lấy tăm và nhổ tóc bạc cho bà nhưng không vòi vĩnh đồng nào thỉnh thoảng bà mua bánh cho chúng tôi hàng xóm cũng ít khi phàn nàn về tôi không nghịch phá tôi lại đâm ra chán nản tôi là đứa trẻ không thể ngồi yên tôi có hàng ngàn câu hỏi và không ai đủ kiên nhẫn ngồi giải đáp cho tôi cả rồi một ngày cô quỳnh mang đến lớp rất nhiều sách trong đó có cả sách khoa học toán và văn tôi bước vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú đi tìm lời giải cho những điều thắc mắc về thế giới xung quanh mình và từ đó tôi phát hiện mình rất mê đọc dường như sách đã khiến tôi cư xử tốt hơn và không thích tham gia vào những cuộc chiến sau giờ học nữa tôi còn phát hiện tôi rất yêu văn học tôi mơ ước sau này trở thành một nhà văn nhỏ nhưng tôi không dám nói điều đó với ai ngoài người bạn hạc giấy cô quỳnh bảo với chúng tôi rằng sống là phải có ước mơ ước mơ giúp chúng ta sống có hy vọng và nỗ lực mỗi ngày kết quả học tập của tôi ngày một khá lên và tôi xứng đáng với món quà đôi giày mà cô đã tặng nhưng rồi tôi cũng phải lên lớp rồi chuyển cấp không được học cùng cô nữa nhưng ngày nào tôi cũng đến đón bo và đợi để chào cô có những ngày mưa như chút nước rồi giá lạnh băng kín những con đường sũng nước người ta chỉ lướt qua nhau mà chẳng kịp thấy mặt rồi bẵng đi rất lâu tôi không còn thấy cô dắt chiếc xe đờ rim cũ đi ra cổng trường nữa một cô giáo nói với tôi cô quỳnh bị bệnh mấy tháng nay rồi em ạ à. cô đang điều trị hóa chất ở bệnh viện tôi từng nghe người lớn nói chuyện những người bị ung thư sẽ phải điều trị hóa chất chân tôi như nhũn ra không thể bước tiếp nghe tin cô về nhà mẹ và tôi đến thăm khuôn mặt cô gầy gò tiều tụy nhưng nụ cười hiền vẫn thường trực trên môi cuộc sống của cô không hề dễ dàng khi chồng thường xuyên đi làm xa một mình chăm mẹ chồng già hai đứa con và nuôi thêm một đàn lợn Vậy mà lúc nào đến trường, trông cô đều vui vẻ, tràn đầy năng lượng và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Trước đây tôi cũng từng đặt câu hỏi. Hệ có chuyện gì người ta lại gọi ông trời? Vậy tại sao ông trời không giúp họ, không giúp những người nghèo như chúng tôi? Nếu cho rằng tôi là đứa trẻ hư, vậy thì em Bo thì sao? Em Bo quá đáng yêu nhưng kém may mắn. Và cả cô Quỳnh nữa, một giáo viên tốt như vậy, sao lại bị bệnh? Thật may là phát hiện kịp thời, nếu điều trị tốt sẽ qua khỏi. Cô bảo với mẹ tôi như thế, nhưng mẹ nói với tôi quá trình điều trị sẽ rất gian nan. Tôi đến bàn làm việc của cô, những bông hoa điểm tốt cô đang cắt dở. Tôi ngồi xuống làm tiếp cho cô, bỗng nhiên trong chiếc hộp có những con hạt giấy nhỏ. Là chữ của mình. Tôi hét trong im lặng và hạc giấy chính là cô. Mỗi ngày tôi gấp được 10 con hạc giấy. Tôi đạp xe 5 cây số mang đến bỏ vào những chiếc chai thủy tinh trên bàn làm việc của cô. Sau đó, tôi ra vườn tưới cây và quét nhà cửa giúp cô. Tôi còn năn nỉ nội khâu giúp tôi một chiếc mũ vải hoa để tặng cô. Cô xoa đầu tôi âu yếm. Em không cần ngày nào cũng đến đây đâu, còn phải để dành thời gian học bài nữa ngày mai cô vào bệnh viện lại rồi cô nhớ đội chiếc mũ này nhé ngày nào em cũng đến và bỏ đầy những cái chai kia cho đến khi nó đủ ngàn cánh hạc khi ấy điều ước của em sẽ thành hiện thực điều ước gì cơ là cô sẽ nhanh khỏi bệnh và sống thật khỏe mạnh vui tươi em muốn lại nhìn thấy mái tóc xù của cô Lần này bụi lại rơi vào mắt cô. Cô đã bảo rồi em là một cậu bé tuyệt vời. Những chiếc chai thủy tinh ngày một đầy thêm với những chiếc cánh hạc sắc màu. Tôi còn thêm vào đó những ngôi sao lấp lánh. Khi màn đêm căng phình bao trùm lấy vạn vật, giải ngân hà lại phát sáng đầy sao cùng ngàn cánh hạc bay. Và rồi, điều ước của tôi cũng trở thành hiện thực cô nói rất đúng sống là phải có ước mơ dù cuộc sống có khó khăn và hiện thực đôi khi nghiệt ngã nhưng ước mơ giúp ta đạp lên những khó khăn để vươn tới những điều tốt đẹp nhất lúc bấy giờ nếu tôi là bông hoa đẹp nhất trong mắt cô thì cô chính là cánh hạt đẹp tuyệt trần dẫn lối cho những cánh chim nhỏ từ từ bay lên chạm đến ước mơ của mình và cũng chính cô là người dạy tôi biết sự chiều mến là gì. Cuộc sống này, nếu không có tình yêu thương và sự chiều mến, thì sẽ trở nên vô vị bế tắc. Tôi đã nhận sự chiều mến đó từ cô và trao sự chiều mến của mình cho mọi người xung quanh. Đó là cách chúng ta dìu nhau bước đi trong cuộc đời này. Dòng đọc Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Ngàn cánh hạc của tác giả Ngô Diệu Hằng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, Ngàn cánh hạc có nội dung nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, văn phong giản dị, tình tiết chuyện chân thực đã chạm đến cảm xúc rung động trong trái tim người đọc người nghe. Những nhân vật trong chuyện Phúc, nhân vật kể chuyện xưng tôi, bố mẹ Phúc, Quân, anh trai và Bo, em trai Phúc cả cô giáo Quỳnh nữa đều là người tốt, nhưng có lúc vì chưa hiểu nhau mà họ đã làm tổn thương nhau. Bản chất Phúc là đứa trẻ tình cảm nhưng tính tình hiếu động, thích trêu chọc, nghịch ngợm. Có lần Phúc đánh nhau bị rách môi, bố đã tức giận đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Bị nhiều trận đòn khác nữa, Phúc trở nên chai lì, mặc cảm tự ti, luôn nghĩ rằng mình là đồ bỏ đi, thế rồi nảy sinh tâm lý tiêu cực, chán nản. Đến trường cậu quậy phá, gây gổ đánh nhau, chán học, cúp tiết, lang thang. Càng như thế, Phúc càng trở nên là đứa con hư trong mắt bố. Tần suất những trận đòn lại dày thêm. Còn Phúc thì cho rằng có lẽ bố không yêu thương mình. Thế rồi hai cha con dần xa cách. Tất cả cũng từ việc họ chưa quan tâm đến nhau, chưa dành thời gian trò chuyện, chia sẻ, chưa thấu hiểu nhau. May thay, chính cô Quỳnh là người để ý đến những hành động cử chỉ của cậu học trò nghịch ngợm. Cô quan tâm tìm hiểu, giúp đỡ Phúc trong việc học tập cũng như trong cuộc sống. Khuyên nhủ điều hay lẽ phải khiến cậu nhận ra là lâu nay mình chưa quan tâm đến bố, đến những người bạn xung quanh. Cô còn lén đóng vai người bạn bí mật, âm thầm, gửi những lời động viên, phân tích đúng sai cho Phúc. Ngay lời khuyên của người bạn bí mật, Phúc đã quan tâm đến bố mình hơn. Chi tiết, cậu mua ba điếu thuốc cho bố giản dị thôi, nhưng đã nói lên điều ấy. Một bài học vỡ lòng mà mỗi người lớn cần phải học để biết cách yêu thương, quan tâm, sẻ chia với con trẻ, những tâm hồn non nớt cần được trở che và dịu dắt. Cuộc sống này nếu không có tình yêu thương và sự chiều mến thì sẽ trở nên vô vị và bế tắc. Đó là cách chúng ta dìu nhau bước đi trong cuộc đời. Đây thực sự là một tuyên ngôn sâu sắc về tình yêu thương giữa con người với con người và thông điệp về bảo vệ và chăm sóc trẻ em mà tác giả Ngô Diệu Hằng muốn gửi gắm tới người đọc, người nghe.